Bạn học thi đại học đây đúng không? Dạ vâng. Em thử bỏ kính nhé xem nào. Khá là nặng. Thế em có sử dụng cái sản phẩm gì để em điều trị ở nhà? Dạ, em không. Em cứ để vậy. Cả hai bên của em đều rất nặng nhé. Dạ. Nhất là em có một ẩn, thứ hai có một viêm. Vâng. Thứ ba là có sẹo với cả vết âm. Do quá trình em không điều trị vào điều gì sai. Dạ vâng. Cái này của em thì phải điều trị đúng không ạ? Dạ vâng. Một là mình phải làm sạch, để biết là một ẩn này. Thứ hai là xử lý cái nhân và công nghệ laser. Thứ ba là anh kê đơn cho em. Mục tiêu của mình là cố gắng một tháng nó khoảng 90%. Dạ vâng. Để làm được như thế thì về nhà em hạn chế kem đóng dầu mỡ, không sờ tay lên mặt, không kem nặng. Dạ vâng. Mấy cái đấy khó quá. Dạ không. Và hạn chế thức khuya, nhé anh trai nhé. Dạ vâng, vâng. 10 phần thì em thấy bây giờ nó còn khoảng mấy phần? Nó còn khoảng 3 phần. Thế thôi nhỉ, bây giờ 7 phần rồi đấy. Em thấy nó khá ổn nhé. Bây giờ thì anh nghĩ là mình sẽ làm sạch xử lý mụn em ạ. Đấy, làm sạch xử lý mụn với cả anh chỉnh đơn cho em nhé. Cố gắng thì nó sẽ khỏi hết hoàn toàn cho em nhé.